cồn yêu cầu là có thùng to hơn ở đây. Nếu là một thùng nông nhãn chén thì là yêu cầu thùng to hơn. Thùng này được cái gì ạ? Kính bị rộng. Vâng. À nó lên thì vẫn lên được, nhưng mà màn hình nó hỏng rồi thì làm sao.